Hello anh em nha, hello mọi người, chào mừng quay trở lại với channel của mình là Fun Game và hôm nay chúng ta cùng đi đến cái gì đây, đến cái gì nào? Ok, đầu tiên mà các bạn có thể thấy là sáng nay Bubsy đã bảo trì và gửi đến chúng ta một bản update dài đến 9 GB lận. Và ai trong chúng ta cũng phải tự hỏi là tại sao và tại làm gì mà Bubsy update đến 9 GB lận? Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi điểm qua một vài điều đáng chú ý và đáng nói trong bản update mới đây nhất của PUBG. Ok. Thấy ở trên màn hình thì có một cái góc bên phải màn hình có một chữ gọi là Fix PUBG. Và mình cũng tò mò mình bấm vào. Thì như bạn thấy trên màn hình thì nó sẽ mở ra một trang web gọi là fix.pubg.com. What is Fix PUBG? Đại loại mình xem qua thì đó là một trang mà PUBG đang cố chứng minh rằng tao đang làm việc và tao đéo phải ngồi chơi như chúng mày đang nghĩ. Họ đang cố gắng để tối ưu hóa server, tối ưu hóa cái lần chống hack, làm cho trận đấu tốt hơn hay là chống lại những cái bug, cái lỗi mà không đáng có. Thì như các bạn thấy đây là có 100 cái lỗi mà PUBG đưa ra, Blue đưa ra và họ đã và đang làm được 63 lỗi rồi. Đây, đây như bạn có thể thấy màn hình này, những cái lỗi với cái bug PUBG đã sửa được và còn cũng khá khá nhiều các cái lỗi mà họ vẫn chưa làm được và họ đang cố gắng làm. Và mục tiêu họ đang đưa ra đây là có thể hoàn thành được 100 cái lỗi này. Và đó là góc phải màn hình chúng ta. Và đến với mục setting thì điều đáng chú ý nhất mà ai cũng tò mò là cái về phần FPS. Thì ở đây thì có hai mục, thứ nhất là phần lobby FPS và phần thứ hai là in game FPS. Thì đầu tiên đó là lobby FPS là sao, là FPS khi mà bạn đang chờ, đang chuẩn bị chuyến bay và đang đợi các player khác đếm ngược 1 phút. Thì đầu tiên là xem nào, chúng ta sẽ có 3 dòng. Đầu tiên là unlimited là không giới hạn. Dòng thứ hai, thứ ba là 30 và 60. Để phần FPS lobby thì mình nghĩ là không quá quan trọng và mình cứ để unlimited đi. Điều quan trọng nhất ở đây là in game đây. Với in game là trong game mà khi mà bạn bắt đầu bắn, khi ra chiến trường thì nó cũng có 3 dòng là unlimited và thêm 2 dòng nữa là display base custom. Đầu tiên là unlimited. Ok, cái này nó sẽ không có giới hạn và mình cũng không biết là không rõ là không giới hạn là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu. Cái thứ hai là display pay với tập cái đéo gì đấy, thì nó sẽ dựa, dịch nôm na là dựa theo hiển thị. Ok, theo mình biết thì đó là khi mà các bạn di chuyển đến khu này khu kia, Limoka, Bimut, cảnh vật xung quanh, cây cối, nhà cửa nó nhiều hay ít, nó sẽ tác động đến cái FPS của bạn. Và khi bạn chọn dòng này thì nó sẽ game nó sẽ làm tối ưu hóa nhất có thể, nó sẽ làm giảm bớt độ sắc nét của cây hay là làm độ sắc nét của nhà đi để cho game mượt mà nhất có thể, tăng FPS của bạn lên. Theo mình biết là như vậy. Theo mình nghĩ là các bạn nên chọn dòng này. Bởi vì sao? Bởi vì game PUBG hiện tại chưa tối ưu và kể cả bạn có dùng 1080 Ti đi chăng nữa thì có ai dám cá là bạn không bị tụt FPS đâu, đúng không? Thì nên để dòng này bởi vì nó sẽ điều chỉnh FPS của bạn tốt nhất có thể. Cái này mình chưa test nên mình cũng không rõ là nó có vấn đề gì không khi mà nó tự điều chỉnh FPS của mình như thế. Và cái thứ ba đó là custom. Custom là nó cho phép bạn khóa FPS tối đa là bao nhiêu. Ở đây tối đa là 300 là mắc. Bạn có thể để 180, 144, 240 là FPS của bạn sẽ tối đa sẽ như vậy. Các bạn nên nhớ lại game PUBG chúng ta hay có hiện tượng là tụt FPS đột cột. Nghĩa sao? Khi mà bạn đang bắn với FPS khoảng 100 mà bạn vào một khung như là Jasana hay là một vùng nó rất là nhiều nhà thì tự nhiên FPS của bạn tụt chỉ còn 20 đến 30. Đó là một hiện tượng rất là bình thường và hiển nhiên trong PUBG khi mà game chưa tối ưu. Cái này mình cũng không biết nên để bao nhiêu. Không biết để càng cao có càng tốt hay không, bởi vì kể cả bạn để 300 mà máy bạn không đủ đạt tới 300 thì nó cũng thế. Ok, thì mình sẽ chọn dòng thứ hai. Đây là lựa chọn của mình. Ok, và đến cái cuối cùng của phần setting này là phần nó thêm một cái mục đó là spend.
Sapen dịch ra nghĩa là độ sắc nét. Mình đã bật lên và mình đã test thử và mình chưa cảm thấy độ rõ, cái rõ của cái mục này cho lắm. Mình chưa hiểu mục này điểm gì. Đây mình sẽ không bình luận, miễn bình luận về mục này. Ok. Như các bạn đã biết thì trong phiên bản cũ thì khi các bạn muốn thay đổi phụ kiện trên súng thì các bạn chỉ có hai cách. Thứ nhất đó là kéo chuột trái. Cách thứ hai là bấm chuột phải vào phụ kiện. Nhưng bây giờ trong bản update mới nhất hiện nay thì PUBG sẽ giúp chúng ta tháo lắp phụ kiện nhanh nhất có thể. Khi bạn muốn tháo hoặc gỡ bỏ toàn bộ phụ kiện trên súng, đây mình nhắc lại là toàn bộ nhé, thì các bạn hãy sử dụng tổ phím Alt cộng chuột phải, thì tất cả toàn bộ phụ kiện trên súng sẽ được tháo bỏ. Ở đây thì khi mà các bạn không đủ chỗ chứa cho phụ kiện tháo ra thì sẽ chỉ có một số loại phụ kiện sẽ được giữ lại trên ba lô, còn lại tất cả phụ kiện còn lại sẽ được vứt ra sàn. Alt cộng chuột phải. Vậy thôi. Như trước kia các bạn biết thì bạn muốn vứt đạn ra ngoài hay muốn chia sẻ đạn cho đồng đội thì các bạn chỉ có cách đó là ấn Ctrl cộng chuột phải chỉ vào số lượng đạn và nhập số lượng đạn các bạn muốn chia sẻ vứt ra ngoài ra. Thì trong bản update mới hiện nay các bạn có rất là nhiều cách để có thể vứt đồ, vứt đạn cho đồng đội. Đầu tiên thì vẫn là tổ phím Ctrl cộng chuột phải, nhưng thay vì nhập số ra nữa thì các bạn có một cái thanh kéo trên màn hình và các bạn có thể tùy chỉnh số lượng đạn các bạn muốn vứt ra mà không cần phải nhập số vào nữa. Nó rất là đỡ mất thời gian của các bạn. Và cách thứ hai đó là sử dụng tổ phím Alt cộng chuột trái hoặc chuột phải. Đầu tiên chuột trái, Alt chuột trái sẽ cho phép bạn vứt toàn bộ số lượng đạn bạn chỉ vào, bạn lựa chọn ra khỏi sàn đó. Và cách thứ hai đó là Alt cộng chuột phải, thì Alt cộng chuột phải sẽ vứt 50% số lượng đạn mà bạn muốn ra khỏi sàn. Đây là mình nghĩ là hai cái tổ phím sẽ được ưa chuộng và hữu ích trong game trong thời gian sắp tới đây. Nó không tốn của bạn rất là nhiều thời gian như trước kia nữa, và bạn hoàn toàn sử dụng nó một cách rất là dễ dàng thôi. Alt cộng chuột trái hoặc Alt hoặc chuột phải đó, rất là dễ dàng. Các bạn cảm thấy ồn ào, các bạn cảm thấy khó chịu với những thằng trong game nói quá là nhiều, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương cách sau. Trong bản update mới lần này thì PUBG cho phép bạn có thể cầm nói mute một thành viên, hai thành viên hoặc ba thành viên trong team, mà không như bản update cũ là chỉ có thể cấm chat mute toàn bộ các thành viên trong team. Các bạn vào phần setting, vào mục thứ hai team management, thì như trong đó các bạn có thể thấy ba thành viên trong team của các bạn, cùng với đó là ba chiếc loa. Ví dụ ở đây mình muốn cấm thành viên số 3 nói thì mình chỉ cần ấn vào cái biểu tượng loa, thì như các bạn thấy ở trên màn hình thì thành viên số 1 và số 3 sẽ bị cấm nói và chỉ thành viên số 4 nói được thôi. Ok, chắc mọi người ai cũng quan tâm tò mò cái chế độ bắn xuyên qua tay nó như thế nào, thì ok mình sẽ giải thích cho mọi người. Mình đã test qua và mình nói theo ý hiểu của mình là như thế này, là bắn xuyên qua tay nó chỉ áp dụng khi bạn che vào đầu và thân và vai. Ví dụ bạn bắn xuyên qua tay mà tay bạn che vào đầu như các bạn thấy trên hình thì nó sẽ nhận đam là đam vào đầu. Nghĩa là bắn xuyên qua tay và đạn xuyên qua tay vào đầu là tính là headshot. Và chỉ hoạt động khi mà bạn, theo mình biết là che đầu, thân và vai. Bạn che vào đâu thì đam nó sẽ nhận vào đấy. Nghĩa là bắn xuyên qua tay và nhận đam vào cái vùng mà sau của tay ấy. Và nó sẽ không áp dụng được với shotgun và không áp dụng với chân, theo bản update mới ghi nhận như vậy. Nếu mà không che bất kỳ bộ phận nào của cơ thể thì đam nó sẽ chỉ tính là đam của tay. Và cuối cùng là một vài điểm đáng nói cuối cùng trong bản update này. Đầu tiên là về phần thời tiết, thì như các bạn có thể thấy và thể biết trước đó là map angle sẽ thêm vào thời tiết u ám. Đó là sao? Đó là sẽ thay đổi liên tục từ sương mù, mưa,
nắng vân vân vân, nó sẽ thay đổi liên tục, nó sẽ không cố định một cái. Còn map Minama sẽ có hai thời tiết, đó là u ám và hoàng hôn. Theo mình thì chắc chắn mọi người sẽ không thích cái thời tiết mưa cho lắm. Sương mù mình thấy cũng ok, nó không quá gọi là u ám như ngày trước nhưng mà nó cũng được. Ngoài cái mưa ra thì mình thấy cũng ok. Đấy là về phần thời tiết, nó sẽ thay đổi ở map cũ và map mới. Còn về map cũ Enangle thì như các bạn có thể biết trước đó là ngã ba khu vực quân sự gần với cầu thì sẽ thêm vào rất là nhiều khu nhà ở ngã ba đó. Cộng với đó thì các bạn thấy trên hình ảnh là những khu nhà, những cái bờ đồi và những cái đất đá ở bên ngoài rìa biển gần khu vực cầu của khu vực Mitani Bay. Vâng, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói đến trong các bản update lần này. Có rất là nhiều mục khác nhưng mà mình chỉ tóm gọn lại một vài điểm mà mình thấy đáng chú ý. Và mình nghĩ là mọi người nên biết trong bản update lần này. Có một mục là mục các bạn có thể chấm khi mà các bạn đã bắn nhau với địch mà không cần phải ấn M lên ấy. Thì khá đáng tiếc là Bubsy đã loại bỏ trong cái bản update nhỏ lần thứ 3 vào ngày 7 tháng 8. Mình cũng không rõ lý do tại sao. Mình thấy cái đấy khá là hay. Mà thôi, hy vọng các bản update sau sẽ có cái phần đó. Vừa rồi là bản update thứ 19 của PUBG. Mình đã tóm tắt lại. Các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì like và subscribe cho mình. Còn điều gì mà các bạn nghĩ là không đúng và cần mình bổ sung thêm thì có thể comment lại bên dưới và mình sẽ trả lời và mình sẽ xem xét có thể sửa lại sau. Vậy nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên để lại một sub nha. Bye bye.